Cách dừng equal drop đơn giản và nhanh chóng. Đầu tiên, xác định chiều cao. Sau đó chúng ta xác định bề ngang của đáy và xác định bề ngang của tổng thể. Lấy một trục đối xứng và lấy phần đáy thành hình ellipse. Thì trước tiên chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật. Chúng ta sẽ vẽ hình ellipse, sau đó chúng ta nối các góc từ đáy cho đến đỉnh. Xác định đường biên sáng tối. Xác định độ chéo của khối trụ nằm ngang và xác định đường biên của khối trụ nằm ngang. Chúng ta vẽ mặt đáy của khối trụ là hình ellipse. Xác định các cái đường giao nhau. Xác định tia sáng và chúng ta sẽ bắt đầu vẽ bóng đồ. Vẽ bóng đồ dựa trên vào tia sáng, sau đó chúng ta tẩy bỏ các phần dư thừa. Và như vậy, chúng ta nhấn lại một số các cái điểm quan trọng. Đánh một lớp phủ. Như vậy là xong. Nếu chưa vẽ được thì đây là